Hai ơi, anh muốn em về với anh để mỗi buổi chiều á, anh với em đi chợ, anh kỳ quá trời quá đất mà không quỳ là không có thành tâm. Hai ơi, hai, anh muốn em về với anh để em với anh đi chợ. Sao khó quá vậy trời. Hey, trời ơi, hai, em làm anh hết hồn à? Em mới tới hả? Ủa, sao nay mặt em quạo vậy? Hai ơi, anh biết em cảm động lắm. Anh, hai ơi, anh muốn thôi đi, nín đi. Đồ tứ đàn ông dối trá, từ đây tôi không muốn nhìn mặt anh nữa. Anh đi đi. Hai, em nói em đi đâu vậy? Từ đây tôi chết, tôi không muốn gặp mặt anh nữa. Anh đừng có làm khổ tôi nữa. Anh dang ra đi. Hai, hai, hai. Mới đó mà đã 30 năm rồi. Ai có ngờ ông trời rung rủi cho mình gặp hai lửa ở đây. Không hiểu có chuyện gì mà khiến hai lửa giận mình mấy chục năm nay vậy cả. Chờ nãy giờ chưa chịu ra nữa. Cô có sao không vậy? Em bị bệnh tim á. Ông ơi, anh khám giúp em đi. Cô buông tôi ra. Em khó thở. Anh hô hấp nhân tạo cho em đi. Cô buông tôi ra. Cô làm gì kỳ vậy? Em biết á, là anh ngại. Không mấy, anh về nhà em đi. Hai đứa mình tâm sự mỏng. Anh chỉ cần làm em hạnh phúc thôi á. Tất cả tài sản của em sẽ là của anh. Cô ăn nói đàng hoàng nha. Tôi với cô có quen biết gì nhau đâu mà nói vậy. Nhìn tôi giống đàn ông, đáng phải phụ nữ lắm hả? Nhưng mà em lỡ thích anh rồi. Không ấy, anh chỉ một lần đi. Một lần thôi. Tôi có người yêu rồi. Thì kệ chứ. Em đã thích anh rồi, anh phải là của em. Ê, nhỏ kia. Không nghe người ta nói hả? Mày là ai? Tôi là người yêu của anh á. Anh không có não hả? Nghĩ gì mà đi quen một con nhỏ quê mùa, đồ áo thì rách rưới, còn giàu bằng em nữa. Ê, tôi nói cho mày biết nha, nhỏ không biết liêm sĩ là cái gì. Thấy đàn ông người ta tươi, cái bắt đầu cái tùm tướp à. Sao, chảy nước miếng hả? Mày lem hả? Nói cho mày biết nha, đụng tới ai chứ đụng tới người yêu của tôi á, tôi đấm cho một cái, răng môi lẫn lộn bây giờ cái chó. Ê, đừng đưa dàn giả vô mặt mình như vậy, không có được sáng chói cho lắm. Nè, rải hoa tan cho giấc mộng tình tan vỡ. Đây anh. Lỗi gì ơi? Chị hai, trả lời đi, có phải chị bày ra cái trò này để chị thử trường đúng không? Bày ai? Bày gì? Nó nói ai vậy? Hồi nãy nó quay qua nó cũng kêu là lỗ hết rồi chị hai. Nó có nói, nó đâu có chị tớ trợ biết nó đâu. Chị tớ có bây giờ nào biết nó. Chị ba, công nhận nãy thằng Trường nó ngầu giả sợ. Ngõ làm kiểu đó rồi mà thằng Trường nó còn chê. Em chấm hôm nay rồi đó. Dạ, yeah. Chị cũng chấm nó luôn đó. Chị ba! Có chị! Chị hai! Đây chị! Chị đây! Em chấm thằng Trường đó. Em ơn cái đó. Nó ok. Chọn nó. Chị thấy nó làm sao? Đàn ông bây giờ kiếm ai đàng hoàng? Đúng rồi. Kiếm ai tử tế? Nhất đi. Nó ok quá trời ok. Chị ưng không? Em ưng nó. Tư
không? Chị thấy sao? Chuyện khó khăn nữa chịu chưa? Sao giọng em đàn ông vậy? Gặp chuyện bất bình, lúc nào đàn ông là em đàn ông, lúc nào phụ nữ là em phụ nữ. Chị ok không? Em ok đó. Đồng ý. Quán hô. Về hai em. Ê ê, mày kêu ai nghe mày? Em xin lỗi. Đi chị ba chị hai. Đi. 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 Chó này nhờ xíu làm cũng xong việc nữa. Ghét ghê. Làm tao bị chửi đó thấy chưa? Anh, mấy một chút nữa thôi là anh trúng số độc đắc rồi đó, anh biết không? Gì vậy? Sao hôm nay trời ở đây lạnh dữ vậy ta? Xạo, lạnh đó mà lạnh, mặc áo dày cui vậy mà lạnh hả? Mà nè, sao không chọn cô ta đi? Vừa xinh đẹp nè, vừa giàu có nè. Còn em á, vừa manly, cá tính mà còn khùng khùng nữa. Chọn chi vậy? Ừ, quên mất ha. Sao giờ tự nhiên anh hối hận quá à? Anh hối hận không? Hả? Hối hận, hối hận, hối hận hả? 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 Không. Thế giới của anh á, ở đây rồi. Anh còn hối hận gì nữa? Đồ dẻo miệng. Dẻo miệng mới có người thích chứ. Ừ. Thích rồi nào? Ai nói với anh là em thích chứ? Anh mà ghẹo em một lần nào nữa nha, em phi chân em đạp anh một phát là anh xuống kia luôn. Thôi thôi thôi, em đừng có phi chân đạp anh nữa. Lần đầu gặp em á, em đạp anh một cái rồi vô cái thau nước luôn à. Bây giờ em có muốn đạp không? Có. Em đạp anh vô cuộc đời của em đi. Em là mùa thu kia, mùa buồn nhất ta từng mất nhau. Từng thương đến điên dại, người là tương lai. Giờ đôi ta bên nhau hay là xa? Em đói bụng chưa? Ừ, thì cũng đói rồi. Hay là để anh lên mạng anh tìm địa chỉ rồi mình đi ăn ha. Ừ, em ăn cái gì cũng được hết. Nhưng mà anh thấy con gái cũng lạ lắm rồi nha. Có gì đâu lạ. Ví dụ á, nói như là đi ăn cơm thì kêu là khô quá. Xong rồi kêu đi ăn phở thì nói là nước quá. Rồi cuối cùng anh không biết là ăn gì luôn á. Thì đó là tại vì người ta thôi. Còn em á thì dễ ăn lắm. Miễn sao á được ăn với anh thì ăn cái gì cũng được. Vậy ngày hôm nay em cho anh ăn cái gì nè? Muốn cho anh ăn đấm. Thôi, anh không ăn đó đâu. Chứ muốn ăn gì? Ăn này nè. Hay quá ha. Được, nhưng mà với một điều kiện. Điều kiện gì? Bây giờ ở cái khung cảnh lãng mạn này á, anh hát cho em một bài nào đó thiệt là lãng mạn đi. Bài gì cũng được đúng không? Ừ, hát em nghe đi mà. Cẩn thận má ơi, cẩn thận. Đã có lúc tôi từng nghĩ sẽ chẳng yêu được ai, sẽ chẳng cần lâu dài. Cho nó lãng mạn quá mày. Ờ, lãng. Trời ơi, là trời mai nó cấm nó. Lãng mạn cái gì không lẽ mai chứ rước này gì làm rễ. Con ôi giời, con đau, cái nhẹ thôi. Mà má hai, hai giang hồ đó có tin tưởng không? Được. Mày nhìn đi, cái tướng cái thằng kia công tử tới bà nó đánh cái một. Nhưng mà lỡ như nó hứng quá anh đánh dịu luôn rồi sao? Dịu gì? Tao dặn rồi. Nó tới dịu là nó không có đánh dịu. Vậy hả? Ừ. Nói nha. Chỉ giả bộ nó nhẹ nhẹ nháy nhá vậy thôi. Nói trước nha, nó mà đánh dịu cái con bay đánh nó luôn á. Rồi tình cờ người ghé qua, cười thật tươi trước nhà, làm lòng tôi biết là trái tim tôi khờ dại, có lẽ đã yêu lần hai. Ê, ai cho mày hát đây mày? Chà chà, nhỏ nó bén mày. Mỹ mày nó tu mấy kiếp á, nó mới được nhỏ vậy nào. Mày xui cho con cái này, nó không có số hưởng.
hay mày để nhỏ vậy mày cho hai tao hưởng. Mấy anh muốn gì? Bây giờ tao cho mày hai sự lựa chọn. Một là để con đó ở đây. Hai, hai đứa cùng chết. Tôi không chịu. Mày thơm với tao rồi. Nè, để làm cái gì vậy? Mày. Thằng nào muốn đánh nhau bước vô. Mày hả mày? Mày hả? Đau. Không đau hả? Mày không đau hả? Anh có sao không? Hả? À, mình đi đi. Giờ có buồn tôi đau. Chỗ này nhiều máu nè. Đánh đi. Em dám không? Để em tự xử. Em xin lỗi gì nha. Anh có sao không vậy? Không sao. Thôi mình đi đi. Cô ơi, cho tụi con hai củ khoai lang nướng nha. Trời lạnh như vậy cũng bán hả cô? Có rồi con. Nhìn hai tụi con như tướng phu thê quá nha. Chừng nào hai con cưới mời cô nghe. Dạ cảm ơn cô. Bao nhiêu tiền vậy cô? 40 con. Cô khỏi thối đi con. Cô cảm ơn hai con nha. Dạ chúc cô mua bay bán đất nha. Dạ đi anh. Đi ngồi ăn đi. Nè, anh xé một nửa ra cho anh đi. Gặp nhiều chuyện lạ của em hả? Ủa mà lạ là lạ sao? Tự nhiên có bà cô ghi tới bà hỏi. Mà anh đâu có quen biết gì bà đâu. Rồi có một đám thanh niên kia nữa. Thôi ăn mừng đi. Vô. Cũng ly cũng ly. Vô. Không đau hả? Anh có sao không vậy? Bộ em có chuyện gì hả? Đâu có chuyện gì đâu. Em thấy anh với em á xảy ra rất là nhiều chuyện. Nhưng mà tụi mình đã giải quyết một cách êm xuôi rồi. Bởi vậy em tin là dù chuyện tình cảm của mình có khó khăn tới đâu, anh và em vẫn sẽ chiến đấu đến cùng để bảo vệ hạnh phúc của mình. Nhưng mà em cơ má em nhẹ tay với anh chút nha. Bộ anh biết hả? Biết sao không biết. Mấy đứa kia nó gặp anh đánh tơi tả luôn. Còn lúc gặp em thì nó đứng hình cho em đánh. Rồi nhiều khi nó té không à. Ai mà không biết được. Nhưng anh hứa với em á, dù có chết anh cũng sẽ chiến đấu cùng em. Vô. Vô. Hứa đó nha. Làm gì mà đá qua đá lại? Mặt tụi bay làm gì như đang bị mất sổ gạo vậy? Có chuyện gì giấu tôi phải không?
Út Lành nó muốn nói chuyện với chị cho nên nó không dám nói, nó nhấp nha nhấp nhổm vậy. Chị ba thiệt tình luôn á, lần nào mà có chuyện gì khó cũng đẩy hết cho em. Gì? Muốn nói gì? Chị hai, coi bộ ra duyên nhà mình có chuyện vui nhà vui cửa. Vui? Có gì đâu vui. Thì thằng Trường với con Diệu em thấy xuống đôi vừa lứa quá trời. Trời ơi, nếu như vậy là phải may mấy cái bộ áo dài mới kịp á nha. Ui, tôi nghĩ trai lớn lên là phải dựng vợ, mà gái lớn lên thì phải gả chồng. Nghĩ tới đâu nó vui dễ sợ luôn á. Vậy là mấy chị em mình sắp phải sang Diệu thiệt rồi đó. Nhớ cảnh gia đình ở chung với nhau vui, vợ nhỏ đi nó buồn. Trời ơi chị Tư, tự nhiên chuyển đổi tâm lý khắc nghiệt vậy chị Tư. Em không có cảm xúc bất ngờ đâu, em không biết. Chị bất ngờ chị biết. Thấy cháu mình á, nó lớn lên, nó hạnh phúc vậy á, mình còn mừng nữa, huống chi là nó. Thôi dẹp đi, mệt quá à. Chưa có cái gì cái là áo dài rồi ngồi đó mà khóc lóc. Ai gả mà có biết được cái gia thế cái thằng Trường nó như thế nào đâu mà ngồi đây mà tính toán vậy. Chị hai, nói vậy là chị chấp nhận thằng Trường rồi đúng không? Chấp nhận. Không có chấp nhận gì hết trơn á. Còn nếu mà tụi bay muốn gả thì tụi bay tự đẻ đi, đẻ con gái ra rồi tự gả đi, chứ tôi không có gả con gái tôi cho thằng Trường ha. Mày đặt ngồi đây bàn tính rồi áo dài rồi đá lông nheo làm tí ớn à. Người da mà cứng đâu thấy sợ. Cứng cổ nữa chị. Cười cái gì? Tao làm cái gì mà cười? Cười là cười ổng kìa, cái con người xấu xa bội bạc là ổng đó. Tôi nói thiệt với ông đó nha, 20 mấy năm nay tôi không muốn gặp ông nữa, và từ đây tới chết tôi cũng không muốn gặp ông nữa. Đi Tư. Hai ơi, nhất định là hôm nay phải đón bà Hai Lửa hỏi cho ra chuyện mới được. Hai Lửa. Hai Lửa, anh muốn gặp em để anh muốn nói chuyện với em. Anh Giang ra đi. Cái con người của anh là tham sang phụ khó. Anh tránh ra, tôi không có nói chuyện với anh nữa. Khoan đã. Em hiểu lầm anh cái gì phải không? Tự nhiên khi không em nói anh là vô tình vô nghĩa rồi, tham sang phụ khó là cái gì? Có cái chuyện gì hiểu lầm phải không Hai? Thôi anh đừng nói nữa, tôi mệt quá tôi đi. Làm cái gì vậy? Khoan đã. Hai đứng lại đi. Thật sự là bao nhiêu năm nay, thực ra tôi... Chú Sang. Ủa sao cái chỗ quan vắng này mà chú Sang với lại dì Hai Lửa nắm tay nhau, hay là chú với dì đang... Đang cái gì mà đang? Phiền phức quá. Hai Chú Sang. Có thấy gì không? Mắt con cận con đâu thấy gì đâu, con chỉ thấy cái tay của chú đang vô cái tay của dì Hai, xong cái chú kéo qua, cái dì Hai kéo lại, cái chú muốn kéo dì Hai vô, chú muốn ôm, chú muốn hôn luôn nè. Tào lao không à. Kéo vô ôm hung nào? Trời, gu chú mặn dữ. Gu gì? Thì cái gu đó tắt lửa lòng bao nhiêu năm nay, bữa nay muốn thắp lửa lòng lại hả chú? Quẩy mà dạ. Nói gì? Nói mà Hai muốn nghe. À, chú hỏi con. Con ở trong cái xóm này lâu rồi phải không? Con có biết gia đình của dì Hai, con có biết là cái chuyện ngày xưa của dì Hai không? Chú hỏi đúng người đó. Con ở trong gia đình dì Hai mà đó. Con là người trong gia đình. Ừ. Sao người trong gia đình là sao? Là con sắp làm rể trong gia đình đó, sắp làm rể của dì Hai á. Cái gì? Mày làm rể của dì Hai là đứa nào? Là chồng của Út Lành á. Tào lao không à, tự nhiên làm rể Út Lành xạo. Đang quen Út Lành mà. Thiệt không? Thiệt, yêu nhau thiệt. Quen Út Lành hả? Dạ, nhưng mà đừng có giấu. Đang giấu hả? Đang giấu, đừng có nói à. Vậy là con biết rõ về cái gia đình của dì Hai. Biết rõ về cái chuyện của dì Hai. Rõ. Biết rõ ngày xưa dì Hai sao đúng không? Rõ luôn. Kể chú nghe coi. Vậy chú có biết dì Hai có mấy người em không? Ba người.
Vậy chú có biết chồng của dì Hai tên gì không? Chồng của dì Hai tên là... Ủa? Tào lao mày. Tao đang hỏi mày chứ đâu phải là mày hỏi ngược lại tao. Vậy rồi, vậy từ nãy giờ là mày có biết gì không? Không, nó biết gì con, chú biết gì không con á? Trời ơi, vậy mà từ nãy nó nói giống như nó biết rồi, cái gì nó cũng biết hết trơn trời. Nè, tao cho mày thêm một thời gian nữa, mày phải tìm ra cho được tại sao dì Hai có chồng và tại sao dì Hai bây giờ ở đang vậy. Chồng của dì Hai là ai? Nếu mà tìm không ra rồi làm đơn đi, tập ký cho nghỉ việc. Chú cho thêm thời gian rồi có cho thêm tiền không? Tào lao, nhiều câu hỏi rồi. Chắc chắn là hai người này có chuyện gì nè. Cô ổn vậy? Ổn chứ. Má em ngày nào mà trả thu hoạch rau đây. Sao thấy nó sao sao ta? Anh có làm đâu mà lo. Em sẽ là người làm. Mấy cái vụ xì bánh xe này á, hồi đi học em làm hoài rồi. Nhưng mà anh thấy nó hèn quá. Anh muốn không hèn không? Về thành phố đi. Thôi được rồi. Nhục đó, nhưng mà nó có lợi được rồi. Nè, sao bây giờ nói chuyện giống em quá vậy? Lúc đầu mới gặp á, em nhớ nói chuyện đâu có như vậy đâu. Thì nhập gia phải tùy tục chứ. Vậy á, để anh. Thôi, để em làm. Có gì em chịu trách nhiệm. Thế nào cũng gọi cho em à. Tắt chuông. Ê cha, sao nặng dữ. Trời ơi, bị bánh xe rồi. Trời đất quỷ thần. Trời ơi, ở đây chỗ đâu mà giá, ai đâu mà phụ đây. Alo Diệu hả con? Dạ, con nghe nè má. Trời đất ơi, sao con nghe nè má mà đâu giống như gần đứng gần bên tôi vậy trời. Là má thôn à. À Diệu, con đang ở đâu vậy Diệu? Dạ con ở chợ Đà Lạt. Ủa chợ Đà Lạt nó dọn về đây hả ta? Sao kỳ vậy? Sao con nhỏ này nó giống như ma vậy trời, nó đâu đây nè. À, Diệu ơi, bây giờ má nói con nghe nè. Cái bánh xe của má bây giờ nó bể rồi. Bây giờ má đẩy không có nổi, con chạy lên đây con phụ má được không? Ừ, má ơi, con đang giao rau cho người ta rồi, con cấp máy nha. Chuẩn bị gọi cho má ba. Thế nào, má ba nói là má ba đang đi quay YouTube. Ba cưng. Ba. Ba cưng đang đâu ba? Dạ em đang trên núi quay YouTube chị hai. Hôm nay đổi địa điểm lên núi hả? Nghe nè, bánh xe của hai đang bị bể á, mà hai đẩy không nổi. Ba tới ba phụ chị được không? Ừ, em trên đỉnh núi xuống chân núi là tối luôn đó chị. Chị dọn chi lên chỉnh, quay xa quá rồi làm sao trời. Thiệt tình khổ tâm ghê vậy đó. À, vậy là không được hả ba? Dạ không được đâu chị, em đang săn mây. À, rồi rồi rồi, rồi nó tút tút rồi.
suốt ngày nó quay YouTube mà nó đổi lên núi. Trời ơi khổ quá trời khổ. Chuẩn bị gọi cho má Tư, thế nào cũng chữa má Tư banh chành. Còn người trợ giúp hết á. Ai à? Ừ, Tư hả Tư? À. Giọng kỳ ta. Tư hả Tư? À, mày ơi à. Ủa sao nay cái giọng cứ kỳ vậy? Trời ơi, em đang đánh thon. Con này, tao tha son mấy chục năm nay tao vẫn nói chuyện bình thường nè. Có gì đâu. Cái thon nó nhớ hồ. Em đánh thon cái gì vậy? Nói nhanh đi. Nó nghe bây giờ cái xe của hai nó đang bị bể bánh á. Rồi bây giờ hai đẩy về không nổi. Bây giờ Tư lại Tư đẩy phụ hai về nha. Thôi 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 vậy ơi. Tự nhiên giờ nói là đẹp không? Vậy kia đi điện xe. Chuyện gì vậy? Trời ơi, chút xíu nữa em phải đi đổ cây son. Không, cây son thì đổi lúc nào cũng được hết trơn á. Mà giờ hai đang cần nè. Để phụ hai nha. Biết không, chương trình hướng ngoại nay là ngày cuối rồi. Em không đổi không được. Hết chương trình đâu cho em đổi. Chị hiểu không? Không được đâu chị ơi, chị nhận lời nha. Vậy nha, thôi nha chị nha. Em bận á. Sao mày kỳ vậy Tư? Hả? Cái lúc mà tao cần mày thì mày không tới, mày phụ tao. Mày thấy không? Giờ tao gọi lên nào cũng được. Anh, cơ hội cho anh làm anh hùng đó. Tiến lên. Sao nặng? Trời ơi, trời ơi, tôi ngu quá. Trời ơi, bất thắng như vậy làm sao mà lên dốc nổi. Thiệt tình á. Dì hai. Trời đất quỷ thần ơi trời. Trời ơi, nó hù tôi cái tôi tưởng nó ma nhập tôi à. Làm gì vậy? Chứ tự nhiên cái lù lù ra đây vậy. Dạ, con đi vòng vòng ở gần đây. Đi vòng vòng mà trời ơi, hết đường đi. Sao tự nhiên đi vòng vòng tưởng như ma không à. Nãy giờ tao tưởng âm binh gần gần tao, tao sợ muốn chết luôn vậy đó. Ủa mày về hai chợ rau hả? Mày đuôi hả? Nhà bán rau thì phải chợ rau chứ. Hỏi gì không hỏi à. Ủa mà sao không thấy cái lốp xe bị lủng nè. Sao về hai dắt được? Thì nó bể thì nó phải lủng chứ sao. Hỏi gì kỳ vậy? Tao đang mệt nha. Về hai có mệt lắm không? Tao nói tao mệt. Tao mệt tao không có mồ hôi luôn nè, thấy chưa? Dì hai, hay là để cho con phụ dì hai hả? Phụ gì phụ? Biết cái gì mà phụ? Phụ đi. Em lên. Lên luôn. Em mệt quá. Có cả sức con trai gì mà thiệt tình á. Lên đi, lên luôn. Để con lấy thế nè. Thế, đẩy có nhiều đây mà thế. Đẩy đây đây. Để con biểu diễn cái gì hai coi nè. Biểu diễn gì? Đẩy đây. Thẳng lên luôn. Sao nó đứng vậy? Ê, đừng cho tuột nha. Đừng, đừng. Con mệt không? Dạ khỏe. Ê, trời đất ơi, tự nhiên bỏ cái rổ rau đây rồi nguyên cục rau tôi phải gánh nữa. Ê, dậy 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 con ơi, đừng có xỉu, đừng có xỉu. Rồi mày làm tao sợ quá. Có ai không? Có ai không? Cứu cứu ơi, nó xỉu rồi. Có con. Con này má ơi. Anh Trương. Trương. Mày đâu đây? Con ở chợ mới về. Ở chợ? Dạ. Đi chợ sao bận đồ này? Ủa, đi chợ bận đồ nào chả được má. Miễn là có bận đồ được rồi. Rồi giao rau hết chưa? Dạ rồi. Rồi lấy tiền chưa? Dạ rồi. Tiền nhiều lắm á. Má. Xe ba gác mày đâu? Xe con đậu xa lắm.
Mày biết không, hồi nãy đó là tao là bể bánh xe ở dưới, rồi xong là lên đẩy lên tới đây giữa đường, cái tưởng tượng cái là đẩy lên nữa, cái là té lên té xuống mấy lần rồi đẩy tới đẩy lui, rồi tao thấy rồi tao phụ nó rồi. Không biết rồi. Ừ, bây giờ mày điện thoại liền đi. Mày điện thoại mày triệu tập con hai, con ba, con tư, con hai là đây rồi. Mày con ba, con hai là đây luôn rồi. Con ba, con út. Thôi thôi thôi, khỏi gọi luôn, con lo được. Má phụ con đi. Được không? Được má. Được hả? Con này nó xỉu dễ thương ha. Đi, đưa nó về dưới, lẹ. Mày đưa nó về dưới xong mày lên đây mày đẩy xe ra phụ má nghe chưa? Dạ. Anh, sao nhỉ? Hả? Bà đã bộ. Trời ơi, diễn còn hơn em nữa. Mày nói gì vậy? Dạ, ý con là anh nặng quá. Không phải nặng thiệt. Tao biết nó nặng mà. Trời ơi, nghĩ sao vậy? Đàn ông con trai là không được xuất hiện trong nhà này đâu. Mà đặc biệt nha, mấy cái việc này là của phụ nữ làm. Ủa, bộ con tính đi theo con đường của dì Tư hả? À, không, con qua phụ diệu để làm cơm cho gia đình mình mà. Cái gì? Cái gì mà gia đình mình? Làm gì có cái chuyện mà gia đình mình trong đó hả? Phải là gia đình của cô Diệu. Gia đình của Diệu chứ không có gia đình của mình trong đó. Chị cái gì? Nói lại coi. Gia đình mình. Không, gia đình của Diệu. Trời ơi, cái gì mà chị ba ồn ào dễ sợ luôn á. Sớm là người ta nghe. Nghe cái gì? Em nghe nó nói nè. Nó nói là nó dọn cơm cho gia đình mình ăn. Gia đình mình là có nó ở trong đó nữa. Trời. Chị hai mà nghe được vậy đó hả? Trời ơi, cái nhà này banh luôn đó hả? Ôi, bữa nay bà hai mới đâu có nhà đâu. Chăm chế cho người ta chút xíu. Bậy. Lỡ như xui xui á, chị hai chỉ về đột ngột, chỉ thấy trường trong nhà, rồi có chuyện gần sao? Bậy bà, nói nghe nè. Thôi, cô ba nói đúng á. Không mấy để cô ba với lại cô Tư đuổi đi cho. Mày không đuổi thôi, lắc chị hai chỉ về chứ quậy banh nhà đó. Thôi, đi. Má Tư. Mấy má đang làm gì vậy? Mày sao đuổi anh trường? Thì đuổi nó đi, chứ mẹ con biết rồi sao, sùm cái nhà lên đó. Má con mời anh tới mà. Hả? Thiệt hả? Nó nói thiệt. Hả? Tôi mời đó. Chị hai. Trường, dạ. Món con thích nè. Con cảm ơn. Ủa, chị hai, vậy là thằng Trường với lại anh Diệu á, nó... Trường nó bồn Diệu. Ăn cơm đi, ngồi ăn cơm. Ngày hôm trước còn đuổi người ta đi, rồi xỉ vả người ta, rồi ngày hôm nay mời về ăn cơm, cô cũng lạ hà nghiêng. Gái gì mà cười. Có gì đâu lạ ha. Tại vì thằng Trường nó thương con Diệu, thì chỗ nào mà thương lo lắng cho con Diệu thì chị cũng mừng đúng không? Gái chị mà có người lo lắng chị yên tâm, phải ủng hộ phải không ba? Dạ chị. ủng hộ. Em biết là em biết thế nào cũng có được ngày này mà. Trời ơi, giả vờ là mẹ vợ khó ưa chi cho nó cực khổ em không biết nữa à. Phải không? Chị nói vậy đúng không mấy em? Chính xác. Thôi, ăn cơm đi. Dạ chị. Khoan ba. Sao ăn được? Ba mày coi kìa. Sao vậy chị hai? Con nó ngồi vậy nè sao ăn? Tự nhiên người ta đang yêu nhau, tự nhiên nó vô nó xào chẻ vậy đó. Nó ngồi chính giữa coi sao được. Dạ chính xác. Bà Tư. Tôi với bà. Đúng rồi. Bà Tôi. Hai đứa mày. Trời ơi. Chính xác. Ăn nha chị. Ăn rồi dạ, ăn. Dạ ăn. Dạ. Khoan ba ơi. Dạ sao nữa chị? Nó ngồi vậy nữa, cũng chưa ăn được. Trời ơi. Sai nữa. Sao sai chị ơi? Qua đây để cái này để em. Tin tưởng em. Đi đâu? Đi đâu vậy? Thôi đi mượn nhón chút mà. Chút xíu ơi. Mẹ ăn cơm mà. Thôi cầm mẹ chút. Trời ơi. Ê con, một cái người như bà hai lửa, con làm cái gì mà bà thay đổi chóng mặt vậy? Anh hùng cứu bà già.
Nhưng mà Út họ con là tính áp dụng cho chuyện tình của Út hả? Không được đâu, anh Hùng của Út không làm được giống như anh Hùng nhà con đâu. Con xài chiêu á. Vậy mày xài chiêu hả? Ừ. Không xài chiêu làm sao má con chịu. Đúng rồi, chị Út với. Chị Út á? Nhưng mà không ổn đâu. Cái chiêu này con xài rồi, Út xài lại không hiệu quả. Thôi người trong nhà không phải giúp Út đi. Thôi bữa nào con nghĩ cách khác cho nha. Chú ăn cơm đi. Nhớ nhà, nhớ nhà. Trời ơi, con ơi, con nghĩ tương lai của gia đình mình. Ngồi với vợ mình đi con. Ngồi chút, ngồi chút. Chị Hai ơi, chị Hai. Chính xác. Trời ơi. Ngồi xuống đi. Dạ thưa chị Hai, ta có buồn mà nó cười quá. Bởi vì hay, bởi vì xưa giờ nhà này không có đàn ông, lần đầu tiên á có đàn ông trong nhà này á nó vui bà. Quen đi nó buồn quá. Dạ chính xác, chính xác. Con mày chính xác hoài. Dạ xin lỗi chị Hai. Ăn đi. Thật quá anh à. Mẹ giọng như trong thầm cho bớt cười với cười hai hoài. Hai con là bá nè. Ừ, thôi ăn đi chứ nhìn hoài chi vậy. Ừ. Tụi này tụi trẻ nó ngộ quá bà. Trời ơi ăn nhìn. Ăn đi mẹ hồi chi Hai. Thì đó. Dạ. Dạ chú ơi, mình có cần nói với anh Trường với anh Hiếu về cái vụ mà thương lượng mua đất của dân không? Không cần đâu. Hai đứa nó chậm chạp lắm. Hôm nay tôi nhất định phải mua cho được miếng đất này. Ai? Ai đòi mua đất? Ông nào đòi mua đất đâu rồi? Đây gặp tôi nè. Ông chủ đầu tư đâu? Đây gặp tôi. Ông nào là ông đòi mua đất đâu rồi? Hả? À, ông là chủ đầu tư đòi mua đất đúng không? À, chào cô, tôi xin tự giới thiệu, tôi là Sang, là chủ đầu tư các resort ở đây. À, thì ra là ông nhân viên của ông á, xuống đây không thương lượng được cho nên ông mới đòi đầu xuống đây đúng không? Nhân viên của ông không hề nói là mấy người đó bị ăn đòn như thế nào hả? Tôi biết, cho nên hôm nay tôi xuống đây là để tôi gặp và tôi đàm phán với cô. Tôi sẽ ra một cái thỏa thuận với cô, chúng ta có thể thương lượng mà. Khỏi cần thương lượng luôn. Tôi và mọi người ở đây đã quyết định rồi, không bao giờ bán mảnh đất này, dù cho ông có trả tiền cao đi chăng nữa. Cô gái à, cô còn trẻ, tôi nghĩ là cô không nên khinh thường hoặc là coi rẻ đồng tiền như vậy. Sẽ có một lúc nào đó, cô cần bán miếng đất này. Cô muốn tìm công ty của tôi thì chưa chắc gì công ty tôi có thể mua lại miếng đất này đâu. Lúc đó, sự thiệt thòi sẽ là cô thôi. Ông nói dễ nghe quá ha, xin lỗi ông nha. Ở đây không ai còn tiền hết trơn á. Cái quan trọng là cái mảnh đất này đã gắn liền với bà con của tụi tôi rất là lâu rồi. Nó rất là quan trọng với mọi người. Cho nên không bán. Tôi sẽ trả gấp đôi. Tôi đã nói rồi, ông mà nhắc lại một lần nữa đòi mua đất nữa là tôi đập thiệt đó. Đúng không mọi người? Không bán, không bán, không bán, không bán. Chú, đồng quá thôi mình chạy chú ơi. Yên tâm đi, nhất định hôm nay tôi phải đàm phán tôi mua được miếng đất này. Con nhỏ này chỉ là con nít ranh thôi. Yên tâm, tôi gặp ba má nó. Khỏi cần gặp ba má tôi luôn. Tôi là chủ của mảnh đất này nè. Ông vừa nói tôi là con nít ranh hả? Tôi chạy gấp ba. Đuổi em đi. Chạy chú ơi. Chạy, 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 chạy. Đuổi em đi. Đi. Chạy. Đuổi lại cho tôi. Nè, đừng có quay lại đây nữa nghe chưa. Ông mà quay lại đây là tôi chết cho. Đuổi lại đây. Không có lấy đất đâu. Đuổi lại đây cho tôi. Cùng lúc nở nụ cười thật tươi.
chồng rồi. Ê em ơi, Tết nay chị có chồng rồi. Ê